một hành trình trưởng thành với khát vọng thay đổi cuộc sống. Luôn mang tinh thần cầu tiến vươn lên, cống hiến cho nghiên cứu khoa học. Nghiêm túc, kiên trì, bền bỉ, phấn đấu không ngừng cho đam mê. Tiến sĩ trẻ Đinh Hùng Cường là tấm gương tiêu biểu cho tuổi trẻ Việt Nam dám nghĩ, dám làm. Lớn lên trong một gia đình công nhân viên chức ở Phú Thọ, thời học sinh, sinh viên, Đinh Hùng Cường luôn nuôi dưỡng ước mơ học thật nhiều để có thể làm được những điều cho đam mê hóa học và vật lý. Đến khi đi làm, nhờ có sự phấn đấu, quyết tâm, anh nhận được học bổng của Quỹ Khoa học Quốc gia Hàn Quốc sang học thạc sĩ và tiến sĩ tại trường đại học Ajo. Trong quá trình học tập, nhờ có sự chăm chỉ không bỏ cuộc và sự hướng dẫn nhiệt tình nghiêm khắc của các giáo sư, mà anh đã có nhiều bài báo quốc tế chất lượng và bằng sáng chế được ứng dụng trực tiếp vào các công ty. Những thành tích này đã tạo cơ hội giúp anh ra trường sớm, trở thành tiến sĩ rất trẻ thời đó và được nhận vào làm việc tại Viện Khoa học Vật liệu Quốc gia Nhật Bản, nơi làm việc mơ ước của nhiều nhà khoa học trên thế giới. Nhưng anh luôn tâm niệm rằng làm nghiên cứu thì phải gắn liền với thực tiễn và giúp ích cho con người, xã hội. Chính điều này thôi thúc anh đi tìm kiếm và chủ động chuyển từ nghiên cứu ở các viện khoa học sang nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Nhờ quyết định này mà anh có những bước đi dài trong sự nghiệp. Vừa được làm việc mình đam mê, vừa đảm bảo kinh tế cho cuộc sống và lại áp dụng được trong thực tiễn, giúp ích con người và xã hội. Thì tôi cũng muốn là đưa những cái kiến thức của mình cũng như là các bằng sáng chế đó về để đóng góp cho bên Việt Nam, nhất là các ngành như nông nghiệp. Và hiện tại thì tôi cũng làm về cái bên lĩnh vực về pin năng lượng dự trữ. Nhưng cái vấn đề là hiện tại là làm sao để cho người dân hoặc là cái doanh nghiệp người ta hiểu để người ta dùng. Cái thứ nhất là làm sao mà sản xuất xanh. Và thứ hai nữa là dễ sản xuất. Và thứ ba là giá cả nó hợp lý cho mọi người để dùng cái gọi là cái chất xám của người Việt Nam ở bên đó đưa về để sử dụng, chứ không phải là về cái vấn đề về kinh tế. Vinh dự là thế hệ trẻ người Việt Nam dám bứt phá để tìm lối đi riêng, lấy nhiệm vụ phục vụ xã hội làm mục tiêu. Dù qua nhiều khó khăn, anh Cường vẫn không nản chí mà càng nhiệt huyết, sục sôi ngọn lửa quyết tâm, đạt nhiều thành tựu. Đề tài nghiên cứu mà anh thực hiện trong những năm làm tiến sĩ là về pin sử dụng nhiều lần. Với đề tài này, anh đã có 2 bằng sáng chế được công ty Hàn Quốc đưa vào ứng dụng. Điều quan trọng nhất đối với loại pin này là có thể sạc được rất nhanh mà tuổi thọ pin khi dùng liên tục có thể lên tới hơn 30 năm. Đây là kết quả ấn tượng mà tại thời điểm đó, ngay cả công ty đầu tiên đưa pin li-ion vào thực tiễn không thể nghĩ tới. Đề tài nghiên cứu thứ hai là về sự oxy hóa khử trong pin nhiên liệu. Anh là chủ nhiệm đề tài này khi đang làm việc sau tiến sĩ tại Viện Quốc gia về Khoa học Vật liệu Nhật Bản NIMS. Điểm nhấn trong nghiên cứu là lần đầu tiên trên thế giới có thể tìm ra việc khử oxy khi nhận 4 electron thành nước bằng xúc tác boron nitride. Nếu đưa ra được thực tiễn và sản xuất trên diện rộng thì có thể giải quyết được rất nhiều bài toán cho các ngành công nghiệp như xe điện, động cơ dùng năng lượng dự trữ. Tôi có làm về pin lithium mà đang làm cho các xe điện hiện nay người ta đang sử dụng đấy. Thì nhưng mà sắp tới thì nó sẽ phải có cái công nghệ nó sẽ tốt hơn. Đó là công nghệ mà phải xanh với môi trường, hiệu suất của nó cũng phải tốt hơn. Có thể lấy một cái ví dụ đơn giản là về cái pin lithium bây giờ để chạy cho xe điện hiện nay. Thì để tạo ra một cái xe điện, vấn đề cơ bản của pin bây giờ thì người ta đã khắc phục được là về thời gian pin, nhưng cái vấn đề về cái trọng lượng của xe vẫn chưa khắc phục được cái đấy. Thì bây giờ là người ta sẽ có rất nhiều công trình nghiên cứu như về cái việc là làm sao mà dùng cái nhiên liệu như hydrogen chẳng hạn, hay là khử carbon dioxide, tức là CO2 ấy, tức là những cái mà mình đang băng rất thừa và làm gây ô nhiễm ấy, hoặc là khử oxy để tạo thành nước, thì nó sẽ là rất là thân thiện với môi trường, cộng với là
người ta phải tính toán được cái hiệu suất nó tốt nữa. Như thế thì nó sẽ giải quyết được cái bài toán là của pin hiện nay. Một đề tài khác mà anh vô cùng tâm đắc đó là vật liệu hỗ trợ nông nghiệp được đặt tên là Core. Kế thừa nghiên cứu của người thầy Nhật Bản, anh tiếp tục đào sâu và đạt được những thành công nhất định cho phát minh này. Nghiên cứu này giúp người nông dân cải thiện được các sản phẩm nông nghiệp, hạn chế hoặc tiến tới không dùng phân bón hóa học mà chỉ dùng phân bón hữu cơ, đưa yếu tố an toàn và môi trường lên hàng đầu, cải thiện đáng kể năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Với nghiên cứu này, anh đã mạnh dạn đề nghị công ty đưa sản phẩm này vào thị trường Việt Nam để giúp bà con nông dân đạt giá trị cao trong sản xuất. Bước đầu thử nghiệm với công ty lớn về cà phê của Việt Nam đã cho hiệu quả rõ rệt về chất lượng cà phê, tiến tới nâng cao giá trị sản phẩm cà phê Việt Nam. Bên cạnh đó, không chỉ phục vụ cây trồng, vật liệu này cũng có thể sử dụng cho vật nuôi và con người, nhưng cần có thời gian để thử nghiệm, kiểm chứng thêm. Chúng tôi là Viện Nghiên cứu Hóa học Nước biển, nghiên cứu về các sản phẩm mới an toàn và thân thiện với con người và môi trường. Viện nghiên cứu của chúng tôi rất may mắn khi có được sự cộng tác của tiến sĩ Đinh Hùng Cường trong nhiều năm qua. Anh ấy đã đóng góp rất nhiều vào tất cả các sản phẩm quan trọng được phát triển bởi viện nghiên cứu của chúng tôi. Thời gian qua, chúng tôi có phát triển các sản phẩm nông nghiệp, trong đó có một sản phẩm được gọi là Core. Đây là sản phẩm chứa các khoáng chất cần thiết cho cây trồng và vật nuôi trong nông nghiệp. Chúng tôi đã thử nghiệm các sản phẩm này cho cây cà phê của Việt Nam và cũng cho kết quả rất khả quan như kỳ vọng. Ngoài ra, chúng tôi cũng đang phát triển các sản phẩm mới cần thiết cho nhu cầu của thế giới hiện nay như vật liệu nhựa, plastic cho công nghệ ô tô, các sản phẩm lọc nước. Sinh sống và làm việc hơn 10 năm tại Kita Kyushu, thành phố cấp quốc gia của Nhật Bản, là đô thị lớn thứ hai của tỉnh Fukuoka và của khu vực Tây Nam Nhật Bản. Đây là nơi tập trung nhiều cơ sở công nghiệp ô tô, hóa chất, nhiều trung tâm nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng, trường nghề và ngày càng thu hút đông đảo lưu học sinh, thực tập sinh Việt Nam tới học tập, làm việc. Số lượng người Việt ở thành phố này khá đông, hiện lên tới khoảng 3.000 người. Trước các vấn đề từ ổn định và hòa nhập cuộc sống sở tại đến xử lý các vấn đề bức thiết trong cuộc sống, học tập, làm việc của người Việt Nam thuộc các thành phần khác nhau. Với vai trò là cố vấn của Hội Người Việt tại Kita Kyushu và là Ủy viên Ban chấp hành Hội Người Việt Nam tại Fukuoka, Tiến sĩ Đinh Hùng Cường là người đưa ra chương trình định hướng cho hoạt động của các hội. Theo đó, hướng đi của Hội Người Việt tại Nhật Bản phần lớn tập trung vào việc gắn kết, giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản, tạo cầu nối hữu hiệu nhất để người Việt thích nghi tốt với cuộc sống tại Nhật. Một trong những hoạt động lần đầu mới được triển khai trong năm 2022 mà Hội Người Việt Nam tại thành phố Kita Kyushu, Nhật Bản đã tổ chức là trao giải của Quỹ khuyến học cho các hội viên là du học sinh xuất sắc của hội. Là thành viên của Hội đồng Giám khảo và Quỹ khuyến học, Tiến sĩ Đinh Hùng Cường mong muốn việc khởi xướng quỹ sẽ lan tỏa phong trào học tiếng Nhật trong cộng đồng người Việt tại khu vực. Không chỉ là sự tham gia của các bạn du học sinh, mà sẽ đa dạng hơn nữa đối tượng là các tu nghiệp sinh, người lao động, thành viên gia đình Việt-Nhật để nâng cao chất lượng, tầm ảnh hưởng và ý nghĩa thực sự của quỹ, giúp tiếng Nhật trở thành ngôn ngữ thứ hai của người Việt Nam tại khu vực. Tiến sĩ Đinh Hùng Cường đã có rất nhiều đóng góp từ việc hình thành, phát triển của hội trong thời gian qua. Chúng tôi luôn mong Tiến sĩ Đinh Hùng Cường luôn giữ vững lửa trong công tác cộng đồng và xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản ngày càng lớn mạnh và phát triển. Để anh có được những thành công như ngày hôm nay, đó là sự động viên, ủng hộ từ phía gia đình mình. Đặc biệt, vợ anh luôn ủng hộ trong các quyết định nghề nghiệp, tôn trọng công việc nghiên cứu của anh, tạo mọi điều kiện để anh thỏa mãn đam mê với khoa học, giúp anh ngày một hoàn thiện mình hơn. Với các thành tựu cá nhân xuất sắc, là người Việt trẻ trở thành giám đốc bộ phận nghiên cứu và phát triển của công ty Nhật Bản, Tiến sĩ Đinh Hùng Cường đã được trao tặng bằng khen ghi nhận cho những đóng góp của anh. Cùng với đó, anh công bố hơn 10 bằng sáng chế đã được ứng dụng trong thực tiễn, hơn 30 bài báo khoa học quốc tế trên các tạp chí uy tín. Năm 2021, anh vinh dự trở thành nhân vật trong cuốn sách Những nhà khoa học tiêu biểu Việt Nam, chia sẻ tri thức, thắp sáng tài năng.
bất kỳ con người Việt Nam nào thì cũng thế thôi, lá rụng về cội, bao giờ cũng phải nghĩ đến cái cội nguồn của mình, quê hương của mình, cái gì có thể ứng dụng được cho quê hương mình. Đấy, cái đấy là tôi nghĩ là không phải riêng tôi mà nhiều người hiện nay và giới gọi là khoa học Việt Nam người ta cũng rất đau đáu. Từ một ước mơ nhỏ đến thành công, luôn có một định hướng lớn, rõ ràng. Con đường anh đang đi là minh chứng. Có ước mơ, có định hướng rõ ràng, có niềm đam mê sẽ thành công. Ngôi trường lớn chưa chắc đã tạo ra con người thành công, mà điều quyết định là năng lực của chính bản thân mình. Luôn chăn trở và khát khao được góp sức xây dựng quê hương Việt Nam đã thúc đẩy anh dồn nhiều tâm sức và trí tuệ cho sự nghiệp nghiên cứu với mong mỏi qua những thành tựu mình đạt được có thể giúp đỡ quê hương cũng như tiếp sức cho các thế hệ trẻ trong nước học tập và noi theo.